Việt ơi, tay nghề Việt, hình như Thụy Điển với này với Hà Lan ít người, ít người người homeless hơn ở Mỹ nhỉ? Mỹ homeless rất nhiều. Hà Lan có. Bên Thụy Điển không, Thụy Điển hình như là không, hình như không có ấy. Ít. Nhưng mà ít lắm. Không phải, nhưng mà dân số nó ít lắm. Tại vì dân số Việt Nam có 16, 17 triệu người, ở bên nó đông hàng bao nhiêu, nó đông gấp 10 lần như vậy. Ừ, nó đông gấp 2 lần như vậy thì rõ ràng là nó chẳng homeless nhiều. Ở bên đây nó chẳng có. Bên Mỹ nha, bên Mỹ phải chăng người nó đứng nó ở những gầm cầu nó ở bên đây nếu mà tính ra còn phải 3.000 người nữa homeless sẽ không ít đâu. Bên Hà Lan thì nhiều hơn, tại bên Hà Lan nó thích cần sa nhiều cho nên nó phê nhiều cho nên nó lười biếng. Bên Thụy Điển thì hiếm có người. Ở thành phố lớn thì có nhưng mà người ta cũng chăm lo hết cho. Chính thành phần thành kinh thì có nhà không ở ra ngoài thì cũng nhiều. Nếu như ông thành phần thì nói là tất cả những cái bọn nó chống cộng nó không cho tiền ông ấy nữa. Bây giờ chỉ có cộng sản giơ tay đảm bảo đón ông ấy thôi, người cộng sản. Lỗi tại cộng sản, lỗi tại tôi. Chống cộng nha, mà nó đã thấy ông về Việt Nam không bao giờ nó cho tiền ông ấy nữa. Đấy, nó là đòi như vậy. Đấy. Anh về coi. Anh về cho em hỏi cái nhà anh đó. To đẹp quá thì không biết là nhà đó là giờ khi anh qua đó là chính phủ Thụy Điển cấp hay là gia đình anh phải là bỏ tiền ra mua ạ? Cái bàn tay anh nó cấp. Này ông qua. Không, tại vì có những thành phần họ lên họ tuyên truyền họ bảo là đi qua châu Âu hay đi qua Mỹ gì đó sướng lắm, là mặc định qua đó là được ở nhà lầu đi xe hơi. Thì nhiều khi tụi em ở trong nước tụi em không biết. Trời ơi ông nội ơi. Mấy ông ấy chắc ông trên trời hay ở trên phủ chứ dưới người bình thường làm sao có chuyện đấy. vậy sang nhân tiện ha, anh Việt cho em hỏi cái nhà của anh á, tức là khi mà anh mua nhà thì tức là qua đó là anh làm trong bao lâu, là bao lâu và mua được nhà và mua cái giá nhà đó là bao nhiêu và sở hữu thế nào anh? Anh qua đây được hơn 30 năm rồi, anh mua nhà cách đây 15 năm thôi. Thì hồi xưa mình còn độc thân, mình độc thân thì mình cái chỗ nào có việc lương cao thì mình chuyển chỗ này chỗ kia, cái con mình nó chưa có con hay là con còn nhỏ thì mình có thể chuyển đi chỗ này chỗ kia, thì mình ở thuê nhà đến lúc con bắt đầu đi học hành các thứ rồi thì bắt đầu mình thay đổi cuộc sống, thì bắt buộc mình ở đâu ở yên một chỗ không phải mình mua nhà mình không chuyển đi đâu nữa. Hồi xưa độc thân chưa có con hai vợ chồng ấy thì cái chỗ nào lương cao thì mình chuyển đi, hiểu không? Anh chuyển đến nỗi mà nhà anh không nằm ở giường mà anh nằm ở, anh để cái đệm xuống đất cho ngủ luôn, hiểu không? Tại vì chuyển nhiều quá ngã gấp giường lên nữa, hiểu không? Nằm luôn cái đệm, hiểu không? Xong là còn mai sau mai mốt có con lại sợ con ngã thì cũng nằm ở đệm luôn, bắt đầu con lớn lên bắt đầu có bạn bè đến bắt đầu mua giường nằm, còn chuyển chỗ nào lên cao chuyển đến chỗ đó. Nhưng mà khi anh mua vậy rồi đó, anh mua vậy rồi thì nhà mình là thuộc dạng như là quyền sở hữu luôn hay là mình chỉ là quyền sử dụng thôi? Sở hữu luôn chứ, sở hữu mới sở hữu khác, khác nhau gì ông nội? Khác à? Giống nhau. Sở hữu với sở hữu là giống nhau. Giống nhau, khác nhau. Khác. Khác. Sở hữu á, là của anh. Của anh luôn, anh muốn làm gì đó anh làm. Đúng không? Anh muốn bán cho ai anh bán. Còn sử dụng là anh chỉ được sử dụng cái nhà đó thôi, khác à. Thế về sử dụng thì chỉ là thuê thôi. Khi sở hữu. Tức là em nói ví dụ đi, ví dụ sau này chính phủ Thụy Điển đi, họ bảo là bây giờ nhà anh nằm trong diện thế này thế nọ, họ thu là thu hồi lại, họ đền bù cho anh một số tiền gì đó, đúng không? Tuy nhiên nó phải đền bù cho một cái nhà y như cái này, mà phải đền bù mấy số tiền anh phải mua được cái nhà chỉ có hơn như này chứ không được thua cái này. Là sử dụng. Nhưng mà hơn ở diện tích là hơn, em đồng ý rồi, diện tích là hơn em đồng ý rồi. Nhưng mà em nói ví dụ đi, ví dụ như là cái vị trí gọi là vị trí đắc địa đó, hoặc là vị trí anh đang kinh doanh đó, nhà mới ok nó sẽ bự hơn, nó to hơn, nhưng mà nó vị trí nó không phù hợp với anh như thế nào thì anh phải như thế nào cũng phải chấp nhận thôi, đúng không? Thì dĩ nhiên nó phải đền bù. Ví dụ bây giờ trung tâm phải không? Anh đang ở trung tâm mà trung tâm nó quy hoạch nó đuổi anh ra phải không? Thì nó sẽ tính cái thu nhập của mình, hiểu không? Một năm bao nhiêu, một tháng bao nhiêu thì nó sẽ đền bù những cái đấy. Tại vì người ta thu nhập hàng, ví dụ một năm người ta thu nhập là bằng đây. Rồi. Hiểu không?
bây giờ mày đuổi người ta đi thì người ta trong thời gian người ta làm gì có tiền mà người ta sống rồi. Vậy hàng năm cái hàng năm cái tiền thuế nhà của anh bao nhiêu? Tiền thuế nhà này ít lắm. Bao nhiêu phần trăm á? Tiền thuế đất, tiền thuế nhà. Nó tùy theo ví dụ cái chỗ mà đất, cái chỗ mà trung tâm là nhiều, chỗ nhà nó mắc ấy, thì đất nó, thì thuế nhà nó đắt một tí. Còn cái chỗ nhà anh ấy, thì nhà nó thưa thớt thì nó rẻ, thì thấy nó rẻ lắm. Chứ nó không chung, nó mua chung một giá đâu. Tùy theo cái khu, tức là họ quy ra một cái ba rem đúng không? Họ quy ra một cái ba rem, cái khu nào giá bao nhiêu, khu nào giá bao nhiêu, họ mặc định theo ba rem đúng không? Rồi. Và đúng rồi. Chứ bây giờ em mà đánh chung bằng với nhau, bây giờ những người nông dân làm sao chịu nổi, hiểu không? Bây giờ nó phải khác thì nó tóm lại á, là qua đó muốn có một căn nhà như vậy á thì cũng phải là cày sau cuốc bẩm và tích cóp trong một thời gian thì mới sắm được đúng không, chứ không đơn giản mà. Và nó đòi hỏi là nó không cần phải như thế, nó đòi hỏi là anh phải, ví dụ em anh mua một cái nhà 100.000 này, anh phải trả 25% ở trong đó, xong là nó phải tính ra nhà băng, nó phải tính ra này, anh phải trả tiền xe ở đây, tiền ăn này, tiền con này, tiền này tiền kia này, dư bao nhiêu, còn khả năng trả bao nhiêu, đủ trả thì nó mới nhà băng mới cho anh mượn, hiểu không? Chứ bây giờ anh mua cái nhà nó quá cái mức cái thu nhập của mình mà quá cái mức mà không đủ chi chứ thì nó đúng không cho nó mượn giống đâu. Như bên Hà Lan thôi, nhưng mà nhà bên anh bên Hà Lan chưa chứ, nhà bên đây thì rẻ hơn bên Hà Lan. Bên Hà Lan nó đất chật với ít thì nó mắc hơn. Bên em nhà rẻ. Hay nữa là nếu mình cái hồ sơ lý lịch của mình mà bị chẳng hạn là mình mua cái này không trả, mua cái kia không trả thì nhà băng nó không bao giờ cho mình mua nhà, thì không vay thì mình sẽ không bao giờ mua được, trừ trường hợp mình có tiền mặt cục mình trả. Ở bên đấy chỉ có nợ nếu mà mình cái điện thoại 3 tháng mà không trả được nhá, là nó có bìa đen ở trên cái, nó có bìa đen ở trên đen, hệ thống tâm motor của nó rồi, thì không bao giờ anh mua được nhà nữa. Cũng có thể 5 năm sau, 10 năm sau anh mới mua được nhà. Đấy, nó phải nợ xấu, nó gọi là nợ xấu đúng không? Đúng rồi. Đó. Đúng rồi. Bên em là ví dụ vào em mua cái điện thoại, em nợ, em không trả, nợ 2-3 tháng chẳng hạn, nhưng mà em trả hết từ năm nay, khoảng 5 năm sau thì nó automatic nó tự xóa lên đi, hiểu không? 5 năm sau. Chứ nếu mà em không trả, em cứ để đây thì cả đời không bao giờ mua cái gì được. Không bao giờ mua cái gì hết. Thì nó cũng giống bên Hà Lan, nói chung bên châu Âu nó cũng giống như bên Hà Lan thôi. Giống gần giống như nhau, nó cai trị con người kinh khủng lắm. Quên nữa anh Nguyễn Việt, em xin hỏi anh cái điều này nè. Tức là trước đây á, em thì thực sự cái việc này em không có rõ, không rành lắm. Nhưng mà em trước đây có nghe một vài người nói, tức là những cái nước Bắc Âu á, cụ thể như Thụy Điển hay Đan Mạch hay Na Uy gì đó, là thực chất là họ đã đạt tới hay là gần tới cái gọi là cái xã hội chủ nghĩa xã hội gì đó đúng không? Không, tức là cái bản chất thì ấy, nhưng mà ý là cái mục tiêu á, cái mục tiêu đạt tới cái điều đó rồi đúng không? Trời ơi, đã cái mục tiêu làm sao mà có đi đến cùng được, lúc nào chả theo đuổi. Nhưng mà ý anh thấy là giống vậy phải không? Tại vì trước em có nghe nói, em thì không rành, thì theo cái góc nhìn của anh á thì thấy nó đúng không? Em phải biết là mỗi một cái thế hệ nó khác nhau, cuộc sống nó khác nhau, hiểu không? Thế hệ bố mẹ anh nó khác, cái cuộc sống nó khác, bây giờ thế hệ anh khác, thế hệ con anh nó lại khác nữa. Làm sao mà mình cứ mang cái kiểu cái đấy mà mình đời này xong đời kia được, không giống nhau được. Không, cái xã hội á, cái xã hội của cái quốc gia đó chứ không phải là mình. Cái xã hội của quốc gia đó. À ha. Cái xã hội. Thì từ trước đến nay cái cuộc sống cũng như thế rồi, thì bây giờ nó cứ dập đi như thế thôi, có thay đổi cái gì đâu. Anh sang đây 40 năm, 30 năm rồi có gì thay đổi đâu. Nó cứ như thế thôi. Như Việt Nam mình ấy thì luật pháp đổi đi đổi lại thay đi thay lại, nhưng mà đây một lần mà nó ra luật pháp thì có cả 100 năm. Rồi tiếp theo chị Hải Yến nè, sao về Việt Nam 5 tháng rồi, thấy sao, thấy đất nước sao, quê hương với lại nhà mình, quê mình ở Nam Định thế nào, thấy có gì mới mẻ hơn không?
Nói chung thì nó cũng có nhiều cái thay đổi, chứ không phải là không thay đổi. Đấy. Đường xá rồi nước sạch rồi điện đường các thứ vân vân và vân vân có chứ, nói chung là nó là thay đổi, nó thay đổi với cái này, nó thay đổi với trước con người của Việt Nam và đất nước của Việt Nam. Đấy. Có chứ. Cái cuộc sống nó thay đổi nhiều lắm. Cách đây có 15 20 năm thì em về Việt Nam nhé, người ta quan trọng là ăn rồi có gà có như này như kia, bây giờ như vậy là khác hoàn toàn rồi. Nói chung là gà hay thịt người ta không quan trọng ấy. Bây giờ Việt Nam bữa ăn ở Việt Nam không quan trọng như thế ấy. Mà cách đây 15 năm ấy, 20 năm thì nó lại cái đấy là đòi hỏi. Bây giờ người ta không quan trọng. Nên không thôi. Nâng cao như thế. Ừ. Thế thì em ấy bảo đấy, nếu mà có phát triển hay không thì mình nhìn vào bữa ăn thì mình đã tự hiểu tất cả rồi, vấn đề rồi. Mẹ chỉ bảo không cần thiết này, ngày xưa ấy. Đói không có mà ăn. Bây giờ có không ăn đi được. Nó bây giờ có tiền tôi nước mời tôi không đi, bây giờ có gì ăn mời người ta ăn, tôi không tới tao ăn cho khổ mày. Bây giờ nhiều chỗ đám cưới là nó bắt buộc rồi, thịt chó hay là thịt này thịt kia là hồi xưa là cái cũng khó là thơ hiểu không? Cái, bây giờ đám cưới là phải sơn hà hải vị cái này cái kia đòi hỏi mày phải những cái nhà khách sạn phải đẹp phải 4 sao 5 sao, hồi xưa là cứ giải bạc thôi. Bây giờ thịt chó thịt mẹt không nên ăn, thịt chuột không nên ăn, những cái thứ đấy thịt chó nào. Nói chung là đời sống của Việt Nam mình nói chung là bây giờ nó quá là sung sướng rồi, chứ không phải là sung sướng thật đấy. Em nó nhiều lúc em thèm cái cuộc sống của Việt Nam thật sự, kể cả bên đây em là người cũng có ok một tí, nhưng mà em nếu mà cho em trao đổi con cái lớn hết là em thẳng đánh cổ bay em về Việt Nam sống, kiểu chết mình chết cho nên quê đất nước của mình, sáng ngày ra bắt đi ăn phở, chiều bắt đi tán dốc với bạn bè uống bia nói phét nói lác tí là hết ngày hiểu không. Ở bên đây là anh có cái ông như vậy, ông mua một cái nhà ông để ở trên Hà Nội hoặc là bất kể nơi nào ông cho thuê, sau này con cái ông lớn rồi đúng không, cái nhà đó ông cho con cái ông, rồi khi cái nhà ở Việt Nam ông về ông ở nợ. Cứ thế là ông đã có nhà rồi, ông không cần, nếu như 10 năm nữa 20 năm nữa ông mua nhà thì ở Việt Nam mẹ đắp đấy, không phải đơn giản đâu. Nó mua rồi đi. Em mua đất mua đây 25 năm rồi, còn nhà em nhé, nhà em xây một cái nhà đấy nhá, 4 tầng, từ lúc xây bây giờ chỉ có đóng cửa thôi, chỉ để mỗi bát hương thờ tổ tiên thôi, không cho ai thuê mà cũng không cho ai làm gì, tại vì cho người ta thuê mà mình thờ cụ thờ tổ tiên họ hàng trong đấy là cho người ta thuê đến lúc đuổi người ta nhất là phiền nhỉ, cho nên không cho ai thuê, chỉ có đóng cửa thôi. Nhà thì được rồi, nói chung có nhà thì được rồi. Mà em về em cũng già, em cũng về Việt Nam thì em không mua nhà đâu, tại vì mua nhà mình chết một chỗ, mình cứ thích chỗ này thì mình ở, không thích thì mình đi chỗ khác, chứ bây giờ mình cứ ở hoài một chỗ nó buồn lắm. Xây nhà ở hoài chỗ, nếu mà lúc già mà cứ đi long quăng như vậy mệt lắm, thuê nhà mệt lắm, không lên. Ngoài thuê nhà mình thuê kiểu nhà nó như khách sạn, mình chán thì chỗ này mình đi chỗ khác, chứ bây giờ mình tính long quá nhiều tiền rồi thì nó lại là khác, không hiểu không. Đấy, tính là đấy là bây giờ mình mà thuê nhà, ví dụ mà mình chán bà con hàng xóm thì mình, nếu mà mình mua nhà hay là mình xây nhà, mình chán bà con hàng xóm mình đâu có đi đâu được đâu, hàng ngày mình mở mắt thì mình vẫn nhìn thấy cái mặt thằng đấy khó chịu. Nếu mà mình thuê nhà tao không thích tao chuyển đi chỗ khác. Ở Việt Nam thì ở Việt Nam ấy, em Việt em Yến biết rồi, mình người Việt Nam cả có nhà rồi, chỉ cần có thu nhập tháng là 1-2 triệu cái sống thoải mái, chả lo nghĩ gì, cứ đi bữa ăn đi bữa ngủ vậy. Em nói thật chứ Việt Nam mới tuổi già thì bây giờ chỉ cháo mới rau mới cá mặn thôi, mới với kia thì đáng bao nhiêu tiền, tháng thu nhập là khoảng ngàn đô, cái ăn thoải mái uống thoải mái ngủ thoải mái, chả ai nó động đấy, cháo với cá mặn bây giờ già thì ăn cái gì nữa, là chỉ cháo với cá mặn cái lạc thế thôi, bia rượu tí thôi ăn. Bây giờ cũng cùng già, bây giờ cùng già 10 cụ thì áp huyết cao 30, ăn lắm nó mập rồi. 10 cụ thì cao máu cái đầu ra cả 10. Nhưng mà già rồi ăn ít nhưng mà cái tiền khác nó lại phát sinh ra nhiều, cái tiền thuốc mẹ. À đúng rồi. Thuốc thang thì trời ơi đó. Chị hay có em nhớ tới câu chuyện này có hay nè. Em có nghe một người nào nói là có một lần nào đó cái đám ba que nó qua chỗ chị ở bên Hà Lan nó phá đúng không? Nó phá chị á? À có. Nó nói mồm vậy chứ có thằng nào dám sang đâu mà chưa nào sang hả? Trời ơi,
chưa có thằng nào dám gặp mặt chị để mà tiếp tiếp mặt đoàn hoàng tử tế, chưa có thằng nào, nó chỉ có lên mạng xã hội rồi. Nhưng mà nó có gián tiếp không? Nó có gián tiếp không? Ví dụ như là nó thông qua người thân, người quen gì ở gần đó, nó tác động, nó gián tiếp không con? Không có, nó chỉ có mỗi một cái và nó ở bên Hà Lan ấy. Nó có cho chị, nó có nhắn tin cho chị. Nó bảo nếu như cô mà đả động đến cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa, tức là chúng tôi đến cửa hàng của cô và đến chỗ nơi cô ở. Thế chị mời ông đến đây, chị gọi điện, gọi lại luôn. Chị gọi lại luôn. Chị bảo mời ông đây, chỗ tôi ở này, địa chỉ chỗ này, chỗ bán hàng tôi chỗ này, biết rồi đúng không? Tôi không cần phải có người cho địa chỉ rồi đúng không? Xuống đi. Từ hồi đó là chẳng thấy ai xuống. Lặng luôn hả? Trời ơi, ở bên đây như Việt Nam đó, bên đây ví dụ mà mình mà kinh doanh cái gì mà đến phá đám thì có bằng chứng một phát là đi một công. Đến đâu có phải dễ. Ra mà đến. Em hiểu không? Vậy không ngu đâu. Vậy anh về cái chị anh về cái chị Hải Yến, vậy là cuối cùng là em phải tìm ra, em phải đưa ra một cái câu là đừng tin những gì ba que nói và hãy nhìn những gì ba que làm, đúng không? Đúng không? Ôi. Em nói cho mọi người, nhà hàng em mở lù đây có mấy chục năm rồi, có thằng nào dám bò đấy đâu. Bây giờ mình vào đây mình báo phá một phát thôi, gọi cảnh sát lên rồi. Thằng cổ mình thằng tiếp đây nhá. Dám. Lên mạng của ông Modern ấy, nó tuyên bố là nó tuyên bố như này, mày có thích không, ta sang ta đập chết chồng mày trước mặt mày. Thế chị bảo nó sang đây, mày cũng sang đây, thấy chưa? Tao không, cái này tao không thích, nhưng mày không thích mày giả, mày cứ bước chân sang đến đây thôi đấy, không cần phải nói nhiều. Mày có làm được hay không mới là điều quan trọng đấy. Còn nếu như mày không làm thì đừng mở mồm ra đấy, nếu mở mồm ra mà không làm được thì quá hẻ, đúng không? Đấy, nhưng mà chị thí dụ thế này nè, thí dụ như lúc đó mà chị lưu lại cái đoạn clip mà cái lời phát biểu của ông Tùng Lê như vậy á, rồi mà chị kiện, chị thưa và chị nhờ luật sư, và thí dụ chị nhờ luật sư dịch ra tiếng Anh hay tiếng Hà Lan gì đó để chị kiện luật sư, được không? Được không? Ta như này, nếu nó ở trên cái đất nước Hà Lan thì nó lại là khác. Nhưng mà nó đang đất nước Bỉ đấy. Còn nếu nó bước chân sang từ Bỉ sang Hà Lan là nó chết luôn đấy, phải không? Chứ không phải đơn giản, nó chỉ cần bước chân đến cái cổng Pháp là chết rồi đấy, chứ không cần phải nói gì khác cả. Nhưng mà đây là nó chỉ nói mồm trên cộng đồng và nó chỉ nói tên mình, nó chỉ nói mình thôi, chứ còn nó không đưa hình ảnh của mình lên đấy. Nếu như nó đưa hình ảnh của mình lên đấy là đúng là đây, nó đưa mặt tôi lên như thế này, nó đe dọa tôi, đúng không? Đấy, là cái anh này thì nó có bằng chứng, nhưng nó chỉ nói tên thôi. Thì bây giờ Hải Yến thì cái đất nước Hà Lan hoặc cái đất nước Việt Nam thì hàng bao nhiêu đúng rồi. Đúng không? Đúng rồi. Mình không có bằng chứng. Nhưng nếu như nó nói mồm mà nó bước chân hẳn sang bên Hà Lan, nó bước đến ngõ nhà mình ấy, là nó chết rồi. Chứ không cần gì phải nói lằng nhằng cái gì hết. Mà mình đấm nó cũng không có, mình đấm nó là có pháp luật người ta can thiệp, hiểu không? Thứ nhất, từ bên Bỉ anh sang đây có vấn đề gì? Anh sang đây để gây rối trật tự an ninh, đúng không? Bây giờ mình chỉ cần to tiếng thôi, mình báo cảnh sát Pháp là nó phải chạy té cứt ra quần. Đấy, hay bất kể một cái người nào ở đâu anh cũng phải hiểu pháp luật. Đấy, chứ còn nó nói như thế là coi như là nó nghĩ là pháp luật bên Bỉ hay pháp luật bên Hà Lan là nó không có pháp luật à? Đấy, phải không? Nó đều phải có pháp luật và nó đều phải có bằng chứng hết. Đấy. Ở bên đất nước, các đất nước tư bản, anh làm cái gì cũng phải có giấy tờ bằng chứng tất cả, anh kiện cái gì cũng thế thôi, vân vân và vân vân, chứ không thể là nói mồm không được. Bây giờ chẳng hạn chị nói tên thằng Tùng Lê ấy, chị nói thằng tên thằng Tùng Lê ở bên Bỉ, nhưng mà có hàng trăm thằng Tùng Lê ở bên Bỉ, chứ có phải một mình cái thằng Tùng Lê ở như vậy đâu, đúng không? Tức là bây giờ nó bảo nó kiện chị, đâu nó kiện được, mà nó đưa hình ảnh mà chị đâu có đe dọa nó, ví dụ như vậy. Hoặc là bây giờ chị đe dọa nó cơ, thì nó đem cái hình ảnh của chị lên thì nó lại một vấn đề khác ấy. Nhưng mà nó cũng thế thôi, nó nói chị là nó cũng chỉ nói một không thôi, nó cũng đâu có đưa cái hình ảnh của chị lên đâu ấy. Một cái vấn đề khác em đấy, cho nên là chả sợ. Nói chung là những cái bọn đấy em phải biết rồi, hiểu không? Nó cũng chỉ là mồm mép ở trên cái
cộng đồng thôi để nó đe dọa mình thôi. Nhưng một khi mình đã bỏ mặt ra rồi, mà một khi mình đã lên mạng cộng đồng rồi thì mình sợ cái gì, em hiểu không? Nếu mình sợ thì mình đã không lên mạng cộng đồng. Đấy. Mà mình đã bỏ mặt ra rồi thì có nghĩa là giữa tao với mày không là cái gì được cả. Nói thế cho nhanh. Đấy, hiểu không? Mày chín thì tao cũng mười. Đấy, nói thẳng như vậy. Mà mày mười thì tao cũng chín. Thế thôi. Đấy, nhưng cái gì nó đúng thì thôi, hiểu không? Mày nói cái gì kệ mày, mẹ mày. Tao có quyền nói về đất nước của tao. Thế thôi. Đấy, hiểu không? Mà tao có thì quyền ngôn luận. Cái đất nước, cái con người của tao. Đấy, còn mày chửi ai, đấy là quyền của mày. Thế thôi. Còn tao lên, tao không chửi mày. Nhưng tao có quyền phản biện những cái gì đúng của đất nước của tao. Thế thôi. Đấy. Còn mày nói xuyên tạc thì kệ mày, người dân người ta tự người dân người ta hiểu. Thế thôi. Người dân mình tại sao bây giờ các những cái diễn đàn, tất cả diễn đàn, cái thằng Bình Minh là cái thằng khốn nạn nhất nhá. À, cái thằng Bình Minh ấy, nó chuyên môn gọi điện về tất cả những cái cuộc điện thoại từ những cái nơi mà công an các thứ người ta làm việc. Nó chuyên môn nó gọi điện về mà nó chửi mắt dậy, thằng đấy là cái thằng khốn nạn nhất đấy. Mà trong khi chị còn lên cả cái diễn đàn của nó, chị còn chả sợ nữa, là cũng chi là cái thằng Tùng Lê là cái gì. Nó bảo là, nó xưng hô, nó bảo mày có biết bố mày là ai? Tao biết bố mày, mày là thằng Tùng Lê. Đấy. Đấy, thế thôi. Xong nó bảo là như thế này này. Nó còn bảo là như này, mày có biết tao là thằng Cường Đô La không? Tao bảo mày có bố của thằng Cường Đô La, tao cũng không có quan trọng. Đấy, thế thôi. Ủa? Mày có bố của thằng Đô La, của thằng Cường Đô La đi, tao đéo sợ cái vấn đề gì, hiểu không? Nó là như vậy, em hiểu không? Chưa sợ gì nó. Nhưng mà có phải, có phải Tùng Tùng Lê nhưng bây giờ lại cặp một cái bà già già ra mà không biết nó cặp với ai thì mình không biết, không có để ý. Không, bọn thấy hát karaoke các thứ nhau đi đâu đi nhau đi phải không, ở bên đây cơ, hôm trước kia ở bên đây cơ, trước khi nó cặp với cái đứa này nó đi Morocco chơi các thứ ấy. Nó hát karaoke đâu, ở bên đây mà, bên đây đấy, nó về Việt Nam. Nó đã ăn cùng với lại anh Chu Phan rồi còn gì nữa, nó ăn uống cùng với anh Chu Phan, hỏi anh Chu Phan mà xem. Đấy. Tùng Lê chưa có vợ, vừa nó về nó đi hỏi vợ đấy. Đấy. Mà nó gấp mà. Cứ lên thì nói xấu với đất nước Việt Nam, xong cứ về Việt Nam cứ hốc đó. Nó về gấp rồi, nó về nó đăng ký vợ nó đấy. Nói xấu. Nó cứ hỏi vợ đấy. Về hỏi vợ. Hỏi vợ, báo lấy người ghế, hỏi vợ xem. Cái con Hiền Ngọc thì nó bỏ luôn cái hôm cãi nhau ở trên mạng ấy. Thế đéo làm chúng nó đấu đá nhau ông ạ. À. Thế mẹ hai đứa đấu đá nhau ở trên mạng cộng đồng, cuối cùng nó bỏ mẹ nhau ở trên mạng cộng đồng. Nó bỏ thì đúng rồi, Hiền nó còn ít tuổi, nó chả có con cái gì. Bây giờ Tùng mẹ một đống con cái, nhưng mà ôm cái nợ làm cái gì. Bỏ khôn. À, mới Tùng Lê thì sống đến đời chết, mẹ cũng đi thuê nhà. Nhưng mà cái con Hiền Ngọc thì nó cũng đeo tử tế gì đâu ông ạ. Tôi nói cho ông nghe. Một cái người... Thì cái phường nào nó gặp cái phường đấy. Tôi nói cho ông, kể cả là dù đất nước mình, dù mình có đi đâu chăng nữa, mình cũng không nên là chửi về đất nước mình nó ghê gớm đến mức độ như vậy. Ông hiểu không? Tất nhiên... Em có một cái lời em muốn nói cho những người chống cộng này. Khi mình đã nói xấu quê hương đất nước mình, chê bai thì mình đừng có nhận là người Việt Nam nữa. Mình đã sinh ra lớn lên ở đấy thì kể cả nó đẹp hay xấu thì mình cũng không nên nói xấu, mình không chê bôi. Nếu mà mình chê bôi thì đừng nhận là người Việt Nam nữa. Người Tàu hay người Thái, người Philippines đi, rồi nói xấu Việt Nam cũng được. Đừng có vỗ tay vào ngực ta là người Việt Nam, xong lại nói xấu đất nước Việt Nam lại. Cái đẹp thì không nhìn thấy mà chỉ nhìn thấy cái xấu thôi. Thế con người tại sao không thấy cái đẹp, không thấy, chỉ thấy cái xấu thì mới lạ. Mà trong khi đó thì muốn được sinh tay là người Việt Nam. Ok chị, cảm ơn mọi người, cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Rồi, cảm ơn thưa quan nhé, chào anh chị em nhé, chào anh em. Xin phép chung like cũng khuya rồi. Ok. Dạ, thưa quan không phải đi cày nữa, cảm ơn chị Hải Yến nha. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn thưa quan. Cảm ơn tất cả mọi người. Ok, một lần nữa thưa quan xin cảm ơn mọi người nha, và cũng xin lỗi mọi người rất là nhiều, tại vì cái... hôm nay cái kỹ thuật, cái đường link nó không biết có vấn đề gì thì không thấy được nhiều comment của mọi người. Có cái thấy, có cái không. Thì có thiếu sót gì mong mọi người bỏ qua. Và xin chào tạm biệt mọi người. Xin hẹn gặp lại mọi người vào cái buổi live lần sau ạ. Bye bye.